Duy Nguyễn, xin chào quý anh em mình theo dõi kênh Duy Nguyễn nha. Thì hôm nay rất vui gặp lại mọi người. Thì hôm nay Duy Nguyễn sẽ xả hàng cuối năm. Thì tri ân khách hàng thì Duy sẽ giảm một số mặt hàng cho cả nhà mình từ 200 cho đến 500k. Thì mong gần anh em nào muốn mua đàn hay là mua đàn á, thì may mắn được xem video ha. Thì không để anh em chờ lâu thì Duy sẽ giới thiệu từ mẫu đàn cho mình ha. Rồi, đầu tiên sẽ Duy sẽ giới thiệu cho nhà cả nhà là đàn guitar điện. Đây, cây này phân khúc là 3,5 triệu. Duy giảm hẳn cho cả nhà mình là 300k, còn 3,2 triệu, tặng kèm bao da và miễn phí ship. Đây, rồi đây là 4 triệu, mẫu này là 4,5 triệu ha. 4,5 triệu thì Duyên cũng đây cái màu đỏ ha, màu đỏ đổ đỏ đô gì đen, thì giảm cho cả nhà mình giảm cả nhà mình còn 4 triệu ha, 4 triệu. Đây, đây. Cái mẫu này là 5 triệu nè, Duyên giảm còn 4,5 triệu nè. Thì cái này là mobin, Duyên làm mobin đổ, với hàng này Duyên gấp đặc biệt. Đó. Duyên gấp đặc biệt, cái này là nhộm màu. Đó, cái này nhộm màu nha. Nó cái này là chỗ áp Mỹ. Đây, rất đẹp. Cái này là nhộng màu nha, làm đặc biệt thì cái này 5 triệu. Đó. Thì anh em thông thường thì mình sẽ ôm lên cái cây nào nó giá trị nó cao hơn thì quýnh tiếng nó sẽ đẹp hơn. Nó là vậy thôi. Thì những cái phân khúc mà em bán 3,5 triệu á, thì cả nhà mình cứ inbox qua cho em, muốn cần 3,2 triệu thì cần gửi hình thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em ha. Hoặc Zalo cho em, Duy Nguyễn sẽ gửi mẫu qua cho cả nhà mình. Thì còn những mẫu 4,5 triệu Duyên sẽ giảm hẳn cho cả nhà mình. Trước giờ coi những mẫu nào 4,5 triệu Duyên Nguyễn sẽ giảm hẳn cho cả nhà mình là còn 4 triệu. Còn đây là hai cây này là 2,8 triệu nha, một cây 2,8 triệu. Anh em cần thì cứ inbox cho Duyên Nguyễn ha. Đây, hai cây còn đó, đó nguyên vậy, đó là 4,5 triệu hết nè. Anh em thích thì cứ giảm giá xuống 5 xị đó. Thì Duyên Nguyễn sẽ giao hàng cho anh em mình tới trưa ngày mai là Duyên không còn gửi được nha. Đây, tới bên đây. Đấy, cái này cũng là 4,5 triệu. Nó còn cây này á, là cái này là 5 triệu giảm 500 ha. Đây Duyên chỉ từ cây ha. Đó, anh em thích cây nào thì cứ comment bên dưới. Đó. Hoặc là chụp màn hình lại rồi đánh dấu lại cho Duyên ha. Rồi gửi Duyên. Đàn sến, đàn kìm, đàn guitar thùng nó giảm hết luôn, mấy cái này giảm 200.000 cây hết. 2,6 triệu thì còn 2,4 triệu, còn cái gốc thường 2,2 triệu thì còn 2 triệu. Đó. Đàn sến gỗ trắc cẳng nè, 6 triệu, giảm cho cả nhà mình còn 5,5 triệu. Giá quá đẹp ha, quá ok ha. Còn cái này là trắc không cẳng, 4 triệu giảm 5 xị còn 3,5 triệu. Đàn kìm gỗ trắc 4,5 triệu giảm 500 còn 4 triệu. Này 7,5 triệu giảm 500. Đấy, giảm 500k ha. Rồi. Bên đây 2 triệu. 2 triệu. Đó, 2 triệu. Thì Duyên sẽ giảm cho cái nhà mình còn 1,8 triệu, còn gốc tốt thì 2,3 triệu, giảm 221. Đó, đàn thùng cẩm lai nè, 4 triệu, 5 triệu giảm còn 4,5 triệu ha. Rồi, anh em có nhu cầu thì cứ inbox cho Duyên Nguyễn nha. Rồi, Duyên Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại với anh em mình nha. Duyên nhắc lại, Duyên chỉ giảm hôm nay là hôm nay và ngày mai. Hôm nay là thứ ngày mai là 23 Tết á.
Mai 23 Tết thì hôm nay là thì hôm nay là ngày 13 mình ha, thứ sáu thì tới chỉ được ngày thứ sáu và ngày thứ bảy thôi, 2 ngày, rồi 2 ngày để duyên sale ha, rồi xong là chốt lại qua năm là duyên sẽ bán theo cái giá thị trường bình thường nha, không có lên xuống nữa. Dạ. Cho nên là cả nhà mình không mua được cái dịp này thì tiếc lắm. Dạ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh em mình từ video tiếp theo nha.